来，小林来，好来。bình luận đi, bình luận anh khuê đấy, chỉ cần nhìn này thôi này, hiểu không? Bình luận đi mày, bình luận thôi, tao đéo biết bình luận gì. Ủa hay thế, anh khuê cắt cầu chấm chấm dầu hay mà này vậy. Ui vai của mình này, do rồi hùng sport đấy. Thực ra tao cũng bình luận hay mà. Hùng sport lao giọng hay đây, nó bình luận nhiệt phết đấy, nói nhiều ấy rồi. Mày chỉ cần nhìn kỹ thuật thôi, nhìn thì còn gì này. Như livestream livestream sao nét được như này đấy, cái thôi cả mày lở nhóc về. Ui, vãi kìa, vãi hèo. Mới tạo làm được. Thôi. À, nhìn kỹ thuật của tôi đấy không? Nhìn kỹ thuật của bạn. Gì? Nhìn kỹ thuật tay cầu không? Anh ơi, em quay Body PVI anh ạ. Quay đại rồi. Vâng, anh vừa đánh vừa xách quần. Chị Phượng vẽ trưởng. Mày đứng xa xa tí, điện thoại tao rồi đấy. À thế đi, thế cứ thoát đây nào. Thoát tay cầu. Đấu quay mày, quê đánh hay này. Mày trận đấu tỷ đô giữa mẹ Phan Quê.pm và Gạo.tv. Thường như những pha bật nhà cầu kinh điển. Quê idol em phải quay anh ạ. Mấy khi gặp quê idol. Vô địch cầu lông toàn quốc. Vì cầu thông báo tuổi trẻ thủ đô. Như vậy như thật. Kéo một trọng tài là đứng. Cầu thủ phải tự đọc điểm thì phải tự đổi cầu. Giải ngay cứ Báo giải cầu lông tuổi trẻ thủ đô. Kéo một trọng tài là đứng đọc điểm hộ. Đứa khen xong chết rồi. Hay quá. Anh Khuê, ơi. Chỉ một chút nữa thôi là anh Khuê có thể ve được quả đấy rồi. Quả đấy cho bỏng lên đúng không? Quả đấy cho bỏng lên nó ấy. Đánh thấp thế hay bị chết lắm. Bình luận đi, bình luận đi. Thôi, mày bình luận đeo đi. Nó chết rồi, nó lại bắt mình trả nước thì sao? Đấy, anh nước đấy. Anh nước à? Đang tâm lý vậy. Lên mình theo, cứ đập búng búc. Hay vai. Quay sóng FPS này về nặng có lên YouTube nặng vãi. Nhìn thế thôi. Nhưng mà nó đã mượt. Nặng lắm. Nhưng mà nó đã mượt. Mà như quả vè quay, như quả vè hay vãi cả đái. Ôi giời. Đen. Tao thề từ lúc tao quay đến giờ chưa thấy thằng Khuê nào đánh quả nào hay luôn. Tao chết, đéo hiểu. Tâm lý thì phải quay tâm lý ngay. Lên hình ngay. Ôi giời ơi. Cầu thủ Phượng ơi, không thể chạy được quả đấy. Một pha mẹ back end.
Anh em nào phải dùng thuật ngữ chuyên ngành mày ạ. Quả nhỏ cái gì, quả nhỏ em đi. Ui, mẹ hay thế. Mẹ hay. Mà phải khen khá là cửa ly không? Quả nhỏ nó gọi là gì nhỉ? Nhỏ. Và drop shot. Drop shot. Net shot. Net shot. Ui dồi ôi, pha smart. Cháy sân của anh Đinh Văn Đức. Thắng rồi à? Quê đồ thắng rồi. Ô. Anh cho cảm nghĩ về sau trận đấu này. Sau khi anh giành được chai nước. Khi anh đã thắng được giải nhất báo này. Anh cảm thấy nào anh? Cố lại mày. Em làm cho đài truyền hình S Connect. Anh đấy hay quá. Những pha ve của anh đã cứt. Để trai quá đi.